Tết này, các doanh nghiệp thương mại, cơ sở kinh doanh thương mại ở Long An đã tạm trữ lượng hàng hóa ước đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, chưa bao gồm các tiểu thương ở chợ truyền thống, tăng khoảng 15% so với Tết năm ngoái. Trong đó, 8 doanh nghiệp thương mại chủ lực với hơn 3.100 đại lý phân bố khắp địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã dự trữ nguồn hàng hóa như gia vị, rượu bia, nước giải khát, hàng thực phẩm tươi sống, lạp xưởng, giò chả, bánh mứt. Tổng giá trị hàng hóa đạt trên 1.200 tỷ đồng. Nhìn chung, giá các mặt hàng bánh mứt kẹo tại các chợ truyền thống có xu hướng tăng từ 5 đến 10% so với cùng kỳ năm 2023 do chi phí nguyên vật liệu sản xuất đầu vào tăng.